Nghĩ mắc khó. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục học bài 12, tương ứng với phần tiếp theo của bài 5 quyển 1. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ ngồi âm hán việt là tọa. Rủa Rủa Mười ngồi Chính rủa Chính rủa Bây giờ là từ uống. Khưa 喝家茶茶茶文、嗯、喝茶喝茶文恰亨喝茶吗喝茶吗哎文恰亨 你喝茶吗？你喝茶吗？美文茶，请喝茶，请喝茶。对文茶，我喝茶，我喝茶。 hãy nhắc lại, mời ngồi, mời uống trà. Chính rủ, chính hơ trà. Chính rủ, chính hơ trà. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ cảm ơn, âm hán Việt là tạ tạ. 谢谢.谢谢. Xie Hãy chú ý thanh nhẹ trong tiếng Trung thường được đọc dựa trên thanh gốc của nó, nhưng đọc nhẹ đi. Hãy nhắc lại, mời ngồi, mời uống trà. Chính rủa, chính hơ trá. Chính rủa, chính Cảm ơn. Xie xie. Bây giờ hãy đáp lại từ cảm ơn bằng cách nói. Đừng khách sáo. Đây cũng là một cách nói rất thường dùng trong tiếng Trung. Bú cửa chỉ. Bù. Bủ. Bủ. Cửa. Cửa. Chỉ. 气，不客气，不客气，感恩，谢谢，谢谢，不黑客不客气，不客气，欢迎来。来 mời ngồi mời uống trà, Chính rửa chính hơi trà, chính hơi trà, cảm ơn, 谢谢.谢谢. đừng khách Đừng 不客气 bố khờ chỉ. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chào anh, chào chị, chào ngài, nói một cách lịch sự. Nín hảo. Rất bận à. Khẩn máng mắt. Má. Đi bưu điện gửi thư. Chuy yếu chú ý chi xỉn. Mai gặp lại. Mình thiên triển. Thiên an môn. Thiên an mấn. Đi hay không đi? Đi hay không? Chủy bú chủy. Tạm biệt. Giải triển. Xin lỗi.

bố bà bà ngồi Dùa cảm ơn shia shia. mời uống trà xin hơ trà đừng khách sáo bố khờ chỉ